Ok, hello hello, chào mình em quay trở lại với anh của mình. Tiếp tục ngày hôm nay, mình lại đang có mặt ở đây và sẽ lại hướng dẫn anh em một cái thủ thuật hay một cái cách bắt cầu nữa cho anh em nào mà mới chơi, anh em có thể tìm hiểu được. Thì có nhiều anh em bảo là muốn chơi, muốn kiếm mà lại không muốn bắt cầu. Thì ok, nay mình sẽ hướng dẫn anh em soi cầu. Có nghĩa là soi theo xí ngầu anh em nhé. Nó sẽ đơn giản nhất, trên con cầu là cầu săn hũ anh em ơi. Ok, cầu này thì mình xem nào. Đây, mình sẽ bắt theo xí ngầu 3. Xí ngầu 3 thì con này nó đang chỉ ở 6 đây. Thì mình sẽ đánh diện đánh tài. Đó, xí ngầu 3 mà chẵn thì mình đánh tài. Xí ngầu 3 mà lẻ thì mình sẽ đánh xỉu anh em nhé. Ok, nào, xem thử anh em ơi. Như cầu này thì nó đang là gì ạ? Đang là chẵn thì mình vào tài. Còn cầu nào này thì mình mới bắt đầu là mình chuyển sang đánh xỉu anh em nhé. Đó. Thì thường thì cái xí ngầu này thì nó cũng có từ 1 này đến 6 thôi. 1, 3, 5 thì sẽ là xỉu. 2, 4, 6 thì sẽ là tài. Ôi giời, là 1, 1 luôn anh em ạ. Ok, vậy là không sao anh em nhé. Vậy là cái tiếng đầu tiên là mình đã gãy rồi. Thì không sao, mình cứ từ từ rồi mình lại lên thôi, không có gì phải vội cả. Đó, chơi mà vội là rất dễ là đi. Như con này thì tiếp tục là chỉ về tài, mình lại vào tài thôi. Đó, mình gấp lên. Tiếng vừa rồi thì mình gãy, thì tiếng này mình sẽ gấp lên. Thì mình đánh thì cứ từ từ và cố gắng là bú được càng nhiều thì càng tốt thôi, chứ còn cũng không biết là bú được bao nhiêu. Nhưng con này cứ cố gắng là bú trước con này đã anh em nhé. Thì cái cách bắt cầu này thì mình sẽ trong tầm bú từ tiếng thứ hai, thứ ba. Cầu nào mà gọi là gãy nhiều quá thì nó sẽ ở tiếng thứ ba thôi, chứ còn ít khi mà có thể đến sang tiếng thứ năm, thứ tư mới nó bắt đầu bú lắm các bạn. Gãy tối đa liên tục là hai tay anh em nhé, đa phần là tiếng thứ ba này cũng đã ăn rồi. Còn nó đen lắm thì nó sẽ là về sang tiếng thứ tư, còn tiếng thứ năm thì chắc là không có rồi. Ok, nó như tiếng này tiếng thứ hai mình cũng đã bú rồi anh em ạ. Ok, vậy là tiếp tục nhá. Đó, thì mình cứ bắt theo xí ngầu thôi. Xí ngầu 3 thì cũng khá là ổn. Tiếp tục mở đây này. Đó, anh em tắt cho mình xí ngầu 1 và xí ngầu 2 nhá. Con này thì lại chỉ 4. Xí ngầu 3 chỉ 4 thì nó lại là tài. Đó, đơn giản vậy thôi anh em. Tiếp này. Cầu này thì nếu mà nó có về thì cũng khá là ok. Còn không về thì cũng không sao cả. Tại vì cầu này thì mình đang tính là mình sẽ nghĩ là nó đang chạy là cầu 3-3-3 tiếp ấy. Cầu đang đi khá là khuôn, còn không biết có về không. Tóm lại là muốn biết về không thì cứ phải đợi đã anh ạ. Cầu này thì mình thấy là tỷ lệ bú là khá là cao đấy anh ạ. Tỷ lệ bú cực kỳ cao luôn. Ok, 3-3-5, đúng bài rồi anh ạ, đúng bài luôn. Ok, vậy là lại húp này. Mình lên được bao nhiêu rồi đây? Đâu, xem nào, 2-3m5 rồi. Tiếng này có khi mình đi luôn 1m5, khoảng 2m5 gì đó đi anh em ơi. Như con này thì nó lại chỉ về xỉu này. Đó, chỉ về 3 đúng không? Có 3 thì là xí ngầu 3 mà nó chỉ về 3 thì là nẻ mà. Nẻ thì mình sẽ đánh xỉu thôi. Đơn giản vậy thôi. Ok, tiếp tục con này này. Nào, tiếng này thì mình cũng không biết là có về không. Thì thực ra thì cái này xí ngầu này thì cũng có cái đúng có cái sai thôi, chứ không phải lúc nào công thức nào lúc nào nó cũng đúng đâu anh em ơi. Đó, nên là anh em đi thì anh em đi cẩn thận, đúng lúc nào mà anh em đi quá vội anh em nhé. Ok, rồi thế nào. Ui rồi, 666 luôn anh em, mất luôn quả hũ này. Hũ thì cũng chỉ gần 700 mét thôi, mình cũng không cần quả hũ này lắm. Nhưng mà nổ được thì cũng ngon. Ok chưa? Vậy là tiếng này lại không về rồi anh em ạ. Rồi, tiếp tục. Con này lại chỉ về 6 này. Mình sẽ đi luôn con này anh em nhé. Làm con tài. Đó, 4 mét tài anh em ạ. Cậy thì mình cứ gấp lên thôi, mình cũng không phải gấp nhiều. Đó, thì ngày hôm nay cố gắng bú tầm 30m anh em nhé. Ô, tầm 30m đi.
Ok, đẹp nhất là tầm 30m là bú là khá là ổn áp anh em ơi. Nào, xem đây. Con này mình nghĩ là nó xuống đến 3 con tầm này là hợp lý này, xuống 4 đi. Cầu 33 này xuống 4 là đẹp nhất rồi. Nào, 4 4 4 ok. 3 con 4 luôn anh em ạ, đẹp luôn. Vẽ lên được 25m8 này. Tiếng này có khi mình đi một tiếng chốt hạ anh em nhỉ. Ok, có khi tiếng này mình đi một tiếng chốt hạ là 5m8 luôn anh em ơi. Có gãy hay là ăn thì mình cũng sẽ nghỉ. Nào, mình sẽ mở cầu lên cái đã. Đây, 4 này. Ok, theo luôn nhá. Theo luôn tài em nhá. Đó, xí ngầu chỉ với 4 là chẵn mà. Chẵn thì mình sẽ đi tài. Ok chưa? Nào, tiếp tục nhá. Con này tài thì mình thấy là cũng khá là ok. Mình cũng đang khá là thích cầu này thì không biết nó có về không. Nhưng mà con này thì tài là đẹp rồi anh em ạ. Tiếng này tài là cực kỳ đẹp luôn. Ok này, xem thử nhá. Tiếng này bú là mình sẽ nghỉ luôn anh em ạ. Không tham nữa anh em ơi. Chơi thì không nên tham. Ok, 641. Vừa hit luôn anh em ạ. Ok, vậy thì mình sẽ nghỉ luôn anh em nhé. Đó, công thức của mình muốn chia sẻ với anh em có thế thôi. Và chúc anh em thành công. Bye bye anh em.